Đây là anh Trần Ngọc Phú, 36 tuổi, hiện là doanh nhân đang sống tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phú chính là người đã đeo 13 ký vàng, 24K, trị giá khoảng 13 tỷ đồng trên người, gây xôn xao những ngày qua. 13 ký vàng này bao gồm một dây chuyền nặng 6 ký, 4 chiếc nhẫn 2 ký, 2 vòng đeo tay 3 ký. Trao đổi với phóng viên, anh Phú cho biết anh có niềm đam mê với vàng từ năm 25 tuổi. Kể từ đó đến nay, anh liên tục đặt thợ gia công những món trang sức bằng vàng 24K có trọng lượng từ 1 ký đến hơn 6 ký. Vừa qua, anh Phú đã đeo số vàng này và cùng 5 vệ sĩ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Philippines. Những mấy người mà làm công nhân á, họ đó giờ họ chưa bao giờ thấy cổng dây chuyền là bự vậy hết, hoặc là chưa bao giờ thấy một cái vòng 4 ký. Vì bắt buộc họ nói giả mình cũng không chắc được họ, bởi đó giờ họ chưa bao giờ thấy được vàng lớn như vậy hết. Họ nghĩ là thường thường cổng dây chuyền chừng 10 cây là lắm rồi, chứ không có ai mà có cổng dây chuyền vài trăm cây bao giờ. Theo anh Phú, nguyên nhân chính anh đeo số vàng này là do thầy phong thủy tư vấn vàng sẽ giúp cho anh kinh doanh thuận lợi và tài lộc may mắn. Theo anh Phú thì trừ khi đi ngủ và tắm, hầu như thời gian nào anh cũng đeo số vàng khủng này trên người. Mặc dù ban đầu rất khó chịu, nhưng dần dà về sau, anh cũng quen với việc gồng gánh số vàng khổng lồ này. Lúc anh đeo cái cổng dây chuyền này, đúng một tuần lễ sau mới đeo được. Cứ một tiếng anh đeo khoảng 5 phút, cởi ra. Tiếng anh đeo khoảng 5 phút, cởi ra. Mà xuống một tuần lễ gì á, là quen à. Bây giờ anh đeo anh cảm thấy không có gì hết. Nhưng mà đeo á, mình đi bình thường được, đừng lên cầu thang. Mình lên cầu thang cái cổng dây này nè, nó càng siết vô cái cổ mình. Được biết hiện tại anh Phú đang đặt thợ gia công một chiếc mũ lưỡi trai bằng vàng nặng khoảng 1kg. Đặc biệt, anh Phú cũng đã gửi 3 chiếc mô tô phân khối lớn của mình ra một hãng độ xe rất nổi tiếng ở nước ngoài để mạ vàng toàn bộ.